Nhà bạn có loại ruồi nhỏ xíu này không? Mấy con ruồi nhỏ này Mỹ nó gọi là small fly hay gnat fly. Nó thường vào nhà bạn từ ống cống đó. Nhiều khi, nhà bạn có hàng trăm hàng ngàn con ruồi nhỏ này. Bạn đừng tốn tiền mua thuốc xịt hay làm bẫy, vô ích lắm. Bạn hãy mua những cái lưới chặn từ dollar store. Mỗi cái lavabo hay sinh đều có hai lỗ. Bạn chặn cái dưới bằng lưới, cái trên bằng một miếng rẻ hay giấy chùi tay cũng được. 2 năm qua tôi sống thoải mái vì chẳng thấy một con ruồi nhỏ nữa.